Xin chào, tôi tên là Vinh, tên đầy đủ là Nguyễn Quang Xuân Vinh. Hiện tại tôi đang ở Cần Thơ và tôi công tác trong ngành thiết kế. Và tôi biết cái lớp học Snyline này qua một người bạn của tôi. Người bạn của tôi giới thiệu rằng là cái khóa học này rất là phù hợp với mày. Mày học thiết kế thì mày nên biết cái khóa học này. Và từ đó thì tôi đã tham gia. Tôi đã lên mạng tôi tìm hiểu và tôi thấy rất là hay. Mặc dù tôi học thiết kế nhưng mà tôi cảm thấy đây là một cái kiến thức một cái công cụ mà rất là tuyệt vời mà mình đang thiếu. Cho nên là tôi từ Cần Thơ tôi bay ra Hà Nội cùng với các bạn của tôi đây để tôi trải nghiệm cái lớp này. Và thật sự hôm nay là ngày buổi thứ sáu tôi học cái lớp Snyla này chỉ còn 2 buổi nữa thôi. Mình cảm giác tôi thật là tuyệt vời. Và có thể nói rằng cái công cụ PowerPoint nó khủng khiếp quá, kinh khủng quá. Nó có thể sánh ngang với những cái công cụ chuyên ngành thiết kế khác. Và thậm chí có một số cái chi tiết, những cái tính năng nó còn vượt trội hơn nữa. Và rất là cảm ơn Huy, rất cảm ơn Snyline đã đem đến cho chúng tôi một cái khóa học tuyệt vời như thế này. Và chúc Snyline ngày càng thành công hơn nữa.